Các bác nghe một đoạn nhạc qua phần lọc âm của chiếc Equalizer Victor rất là đỉnh đám, dòng huyền thoại Victor C70. Dòng này thì cao to đẹp trai, cao thành rất là dày. Các bác có thể nhìn thấy trên màn hình là cao 16 cm và ngang size là 42. Các bác nhìn cấu hình của chiếc C70, mỗi bên là 12 cần gạt. Các bác nhìn ở trên đường vào, cái này nó sẽ có chiếc C70 nó sẽ có 3 cổng vào khác nhau các bác nhé. Đấy, đường line in này, đường tab 1 và tab 2. Đấy, các bác cắm cổng nào thì các bác chuyển đây này. Đấy, nó có đường truyền cổng này. Line in tab 1, tab 2 và đường line in ạ. Dòng này thì các bác kê được với rất là nhiều các cái dòng âm ly khác nhau. Đấy, các bác có thể kê được bày được với cả những dòng âm ly mặt phay bạc, mặt gold, mặt đen, mặt ghi đều được hết các bác nhé. Chiếc Victor C70 thì được mệnh danh là tiếng lọc âm rất là chi tiết và cực hay, và các bác chơi được rất là nhiều các cái cổng vào khác nhau. Đấy, các bác nghe qua một đoạn nhạc nhé. Đây là em đầu tiên là em sẽ bật không có quai đi để cho các bác nghe cho nó hay. Các bác nhìn nhá, C này, cái nút C là khi các bác ấn vào thì là tắt, còn các bác nhả ra thì là mới bật các bác nhé. Em xin mời các bác nghe một đoạn nhé. Đấy, đằng sau em đang cắm đường này in này. Em đang đấu cùng chiếc âm đi 2030. Chiếc Victor C70 là chiếc Equalizer rất là huyền thoại mà được nhiều các bác ưa chuộng đến. Nên là các bác có nhu cầu về sản phẩm thì các bác alo cho em theo số 0983698887 các bác nhé. Dòng C70, dòng Equalizer rất là hay, huyền thoại mà được rất là nhiều anh em chuộng. Các bác có nhu cầu cần sở hữu các bác ơi em nhé. Thank you các bác.